Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung bị bắt ở đâu? Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, 53 tuổi, đến làm việc tại Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và lệnh bắt được công bố ở đây chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020. 19 giờ 25 phút, cán bộ điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này. Bộ Công an cho biết là ông Chung vào chiều ngày 28 tháng 8 đã bị tạm giam ngay sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh bắt giam. Trước các thông tin về việc ông Chung có vấn đề về sức khỏe, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay khi nhà chức trách tống đạt các quyết định tố tụng thì ông Chung không có biểu hiện bất thường. Ông Chung hiện sức khỏe bình thường, ông nói. Ông Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp trực tràng và liên quan đến phổi. Từ ngày 11 tháng 8 khi mà bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ 90 ngày, ông Chung thường xuyên có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại và làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến 3 vụ án, đại diện Bộ Công an cho hay. Việc khởi tố tạm giam ông Chung ngày hôm trước nhằm phục vụ điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra khi điều tra vụ án buôn lậu quy mô lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cương. Tuy nhiên, các cáo buộc về hành vi của ông Chung gây ảnh hưởng thế nào hiện Bộ Công an chưa công bố. Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố tháng 7. Hai trong ba nghi phạm đầu tiên bị bắt thuộc cấp của ông Chung và đó là Nguyễn Hoàng Trung, lái xe riêng của ông Chung và Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, phó trưởng phòng thư ký biên tập thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Người thứ ba là Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an. Ngoài vụ án này thì ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan đến hai vụ án khác, đó là vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cương và vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Trước đó cùng ngày bị đình chỉ công tác, ông Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Ông Chung công tác trong ngành công an từ năm 1990 tại đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. 37 tuổi được phong anh hùng lực lượng vũ trang, đảm nhận qua nhiều vị trí chủ chốt tại đây. Cuối năm 2007, ông làm trưởng phòng. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2015, ông làm Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ở tuổi 46, ông là người trẻ nhất trong lực lượng công an được phong hàm Thiếu tướng. Cuối năm 2015, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao. Điều 195 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 quy định khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến. Khi khám xét nơi làm việc của một người phải có mặt người đó trừ trường hợp không thể trì hoãn nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Việc khám xét nơi làm việc phải có đại diện của cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Trong trường hợp không có đại diện của cơ quan tổ chức thì việc khám xét vẫn được tiến hành nhưng phải có đại diện của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét và có ít nhất hai người chứng kiến. Không được bắt đầu việc khám xét chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Thưa quý vị và các bạn,
Nếu so sánh tội của Trung Con so với tội của Hải Heo và Thất Thành Cang thì tội của Trung Con chỉ là cái đinh dị. Nhưng Hải Heo, ngoài việc đó bức tường thép là yếu tố tàu và thế lực bên vợ, chắc cũng đã chịu chi và nay chẳng đe dọa đến ai ở phe nhóm nào cả. Còn Tất Thành Cang không tam thành cờ vì đã biết điều. Trong hàng ngũ tướng Tông An đã bị tống vào lò có hai người từng được phong anh hùng lực lượng vũ trang là Phan Văn Vĩnh và nay là Nguyễn Đức Trung. Hôm 28 và 29 tháng 8 năm 2020, báo chí đồng loạt đưa về vụ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị bắt. Báo Tuổi Trẻ có bài khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Theo đó, thì ngày 28 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Kể từ đầu tháng 8 vừa qua, khi tin Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác 90 ngày, thì ai cũng biết rằng sinh mạng chính trị của Nguyễn Đức Trung đã được định đoạt, nghĩa là sự nghiệp chính trị của Trung Con đã bị chấm dứt từ đây. Nhưng người ta chưa biết rồi đây Trung Con sẽ bị xử lý như thế nào, hoặc tước bỏ hết mọi chức vụ rồi cho về làm người tử tế, gặm khối tài sản khổng lồ để đã kiếm được, hoặc sẽ bị tống vào lò như một số đồng chí khác đã bị. Cách đây vài hôm thì báo chí đồng loạt đưa tin về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt đối với Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội, gọi tắt là Công ty Thoát nước Hà Nội. Thì biết ngay là báo chí được bật đèn xanh chuẩn bị dư luận cho việc bắt Trung Con, và hôm nay thì mọi việc đã rõ ràng. Vậy là cái danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2004, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất 2007, Huân chương Chiến công hạng nhất cũng không cứu được Nguyễn Đức Trung. Điều mà dư luận quan tâm là một vị tướng công an mà khi được phong tướng trẻ nhất của ngành mới 46 tuổi, có bằng tiến sĩ luật, từng được coi là vị tướng huyền thoại với một bảng thành tích như sau. Thứ nhất là vụ án ma túy Siêng Pênh, Vũ Xuân Trường. Nguyễn Đức Trung khi đó là đội phó đội điều tra trọng án Công an thành phố Hà Nội, đơn vị trực tiếp điều tra phá án. Thứ hai là vụ sát hại cả gia đình ở tiệm vàng Kim Sinh, Hà Nội. Nguyễn Đức Trung là đội trưởng đội điều tra đã trực tiếp đi bắt các đối tượng gây án ở Hà Nam. Thứ ba, vụ Nguyễn Đức Nghĩa cắt đầu người tình. Vụ án được phá trong vài ngày với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trung là phó trưởng phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội. Thứ tư là vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân. Tướng Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã gọi điện thuyết phục hung thủ đầu hàng. Sau đó một mình đến chỗ hung thủ đang khống chế 4 con tin thuyết phục đầu hàng thành công, vân vân. Với những ánh hào quang này bao quanh mình đã làm cho lỗ mũi của Trung Con ba bò chui lọt, và Trung Con tưởng mình là bất khả xâm phạm, không ai dám đụng đến, nên bắt đầu học theo gương của các đàn anh trong ngành và kiếm ăn bằng mọi giá để có tiền đầu tư nhằm leo lên các bậc thang danh vọng cao hơn. Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Với một người từng được xem là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Công an tại nhiệm kỳ 2013 tới, vì sao lại bị đột quỵ một cách đau đớn như vậy? Cái gọi là hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước chỉ là cái cớ, là một vị tướng từng làm giám đốc công an thành phố Hà Nội, sau đó là chủ tịch thành phố, trái tim của cả nước, thì cần gì phải chiếm đoạt mới có. Dư luận cho rằng Nguyễn Đức Trung có những tội như sau. Thứ nhất là quá giàu, tài sản của Trung Con theo đồn đoán của người dân Hà Nội có thể mấy trăm triệu đô la. Những đồng tiền ấy ở đâu ra thì ai cũng biết. Câu nói giàu nó ghét, đói rét thì nó khinh, và văn minh thì nó tiêu diệt, hợp lý trong trường hợp này. Thứ hai là tham vọng quyền lực nhưng không đúng thời điểm. Với kết quả thăm dò để quy hoạch cho Ban chấp hành Trung ương khóa tới tại đại hội nghị Ban chấp hành Trung ương 12 diễn ra hồi tháng 5 năm 2020 vừa qua, có hai người đạt điểm cao nhất, đó là Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Trung. Vũ Đức Đam dù có lọt vào Bộ Chính trị tại khóa 13 thì cũng chỉ là Phó Thủ tướng mà thôi. May ra thì thêm hai chữ là thường trực, không đe dọa đến vị trí của ai trong phe nhóm nào cả.
Còn chúng con mà vào Bộ Chính trị làm Bộ trưởng Bộ Công an thì ít nhất đụng chạm đến hai thế lực. Một là phe Nghệ Tĩnh với sự hậu thuẫn đắc lực của Tư Sâu đang muốn đưa Phan Đình Trạc lên thay Tô Lâm. Hai, nếu như chúng con làm Bộ trưởng Bộ Công an thì sẽ làm sếp của tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Ân oán giang hồ giữa hai người này thế nào thì mọi người đã rõ. Tô Lâm nói riêng và Bộ Công an nói chung phải đứng về phía tướng Ngọc. Hơn nữa, kẻ đỡ đầu cho chúng con ngoi lên là Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang thì đã hết hạn sử dụng, không thể cứu vớt chúng con tai qua nạn khỏi trong lúc này. Cái tội thứ ba của chúng con là sỉ nhục ngành công an. Ngày 4 tháng 3 năm 2017, Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ rõ lãnh đạo các quận, phường, thậm chí là các công an địa bàn chống lưng cho các hàng quán, điểm trông giữ xe ô tô, xe máy tràn lan ở các vỉa hè lòng đường. Nguyễn Đức Chung nói, trong số 180 quán bia vỉa hè, tôi biết có hơn 150 quán có công an đứng sau, như báo Dân Trí hôm 4 tháng 3 năm 2017 đưa tin, và trên các mạng xã hội cũng như YouTube đều còn video này của Nguyễn Đức Chung. Là một người trưởng thành và đi lên từ ngành công an mà chúng con dám vạch áo cho người xem lưng, nói như vậy thì khác nào vả vào mặt ngành công an, thế lực được chế độ ưu ái nhất hiện nay, vậy thì chết là đúng quy trình. Còn cái tội bảo kê cho Nhật Cường trốn thuế hay có mười mấy cái sân sau thì xin thưa ba la, tất cả chúng ta đều thế, không riêng gì chúng con. Có tin nói chúng con vì tin vào câu của bác cả rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, tin vào câu đảng ta rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái và nhân tình, nên đã gặp bác cả để thương lượng, xin chịu hết, mất hết các chức vụ, bị khai trừ và khỏi bị vào lò. Nhưng cuộc ngã giá bất thành, chúng con đành phải hy sinh đời bố để củng cố đời con vậy. Thế mới biết các loại củi để tống vào lò cũng có nhiều loại nhé, là củi phe ta và củi phe địch. Nhiều cái sai của Nguyễn Đức Chung đã làm cho ông Tổng chủ phật lòng. Ví dụ như dám khởi tố Him Lam. Him Lam là sân sau của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng mà Nguyễn Đức Chung dám sờ dái ngựa như vậy là một điều không thể chấp nhận. Nếu so sánh tội của chúng con so với tội của Hải Heo và Tất Thành Cang thì tội của chúng con chỉ là cái đinh dỉ. Nhưng Hải Heo, ngoài việc có bức tường phép là yếu tố tàu và thế lực bên vợ, chắc cũng đã chịu chi và nay chẳng đe dọa đến ai ở phe nhóm nào. Còn Tất Thành Cang, Tang Thành Cờ thì đã biết điều. Trong hàng ngũ tướng công an bị tống vào lò có hai người từng được phong là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là Phan Văn Vĩnh và nay là Nguyễn Đức Chung. Thưa quý vị và các bạn, tại số 88 phố Trung Liệt, Hà Nội dày đặc lực lượng nhà báo hơn là công an. Hàng trăm phóng viên đã chờ ở đó trước khi xe của Bộ Công an đến khám nhà của Nguyễn Đức Chung, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo các video tường thuật, ngay tại cửa nhà của ông Chung thì không ai thấy ông Chung xuất hiện từ xe của Bộ Công an đi vào nhà khi hé mở cánh cổng nhà số 88 để lực lượng công an tiến vào khám xét. Có vẻ như các phóng viên được báo trước là Bộ Công an đưa ông Chung từ bệnh viện về nhà để đọc lệnh khởi tố. Tuy nhiên cho đến nay thì chưa có báo chí nào đăng hình ảnh của Nguyễn Đức Chung đứng trước các cán bộ công an điều tra khi đọc lệnh khởi tố và lệnh khám nhà tại nơi cư trú của ông, không như các vụ án khác. Theo tường thuật của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa tin tại hiện trường thì Bộ Công an cũng đồng thời khám xét nhiều cơ sở địa điểm khác liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Đức Chung. Ông Danh cho rằng ông Chung sẽ có một đêm ngon giấc trong trại giam vì không phải thấp thỏm chờ đợi điều không hay sẽ đến như các đêm khác. Ông Chung từ ngày bị đình chỉ công tác đến nay, đến lúc khi bị bắt thì sức khỏe bình thường, không có chuyện nằm viện. Chị Hoa, tức vợ ông Chung, đi bệnh viện để chăm sóc bố bệnh rất nặng, ông Danh nói thêm. Bình luận trên livestream của ông Trương Châu Hữu Danh, một số người cho rằng đây là quả báo từ làng Đồng Tâm đến sớm và nhiều người mong đợi sự việc này xảy ra đối với Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải ở thành phố Hồ Chí Minh hơn là đối với Nguyễn Đức Chung.
Bộ Công an Việt Nam ngày 28 tháng 8 ra thông báo nói họ đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ấn tượng với con số 8. Facebook Thanh Mai nói hôm nay là ngày 28 tháng 8, công an mang cổng số 8 đến số nhà 88 phố Trung Liệt, nó diệt anh Trung. Facebook Lê Kiên thì viết rằng đời anh nắm bao nhiêu là bí mật và giờ này thì lại bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, nghiệt ngã và đại bi kịch. Còn Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà viết trên trang Facebook cá nhân hơn nửa triệu người theo dõi và đưa tin rằng sau khi bị đình chỉ thì Nguyễn Đức Trung đã đi gặp ông Tổng xin chấp nhận cắt và khai trừ hết nhưng miễn khởi tố hình sự. Nói gì thì cũng từng là giám đốc công an, ủy viên Trung ương Đảng, còn là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nữa chứ. Tuy nhiên, mọi việc không như dự đoán. Trưa ngày 28 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch Hà Nội và tạm giam 4 tháng về tội làm lộ bí mật nhà nước. Có thể đây chỉ là tội danh ban đầu, với chứng cứ vật chứng từ 3 người Nguyễn Hoàng Trung lái xe, Nguyễn Anh Ngọc thư ký và Phạm Quang Dũng nhân viên C03 Bộ Công an đã khai nhận sau khi bị khởi tố tạm giam trong vụ án Nhật Cường. Như vậy thì cả gia đình Nguyễn Đức Trung, vợ Nguyễn Thị Trúc Trì Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa và con trai Nguyễn Đức Hạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Arctic đều có khả năng gặp nhau tại tòa. Luật sư đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh được ông Trung mời làm người đại diện pháp lý bào chữa cho mình như ông Đinh La Thăng đã từng. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 2020 tại hội nghị Trung ương 12, Nguyễn Đức Trung nằm trong top 10 danh sách 87 nhân sự được quy hoạch ứng cử vô bộ chính trị nhiệm kỳ sau. Bà Lê Nguyễn Hương Trà cung cấp thêm thông tin. Nhà báo Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo Petro Times bình luận rằng vừa xem VTV thấy thông báo Nguyễn Đức Trung bị khởi tố bắt tạm giam, thực sự là tôi không hề ngạc nhiên. Cách đây 4 ngày tôi đã gặp ông Trung ở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sở dĩ cần phải gặp là vì có mấy đứa cờ hó chết nói rằng Trung tự tử, rằng bị bệnh nặng. Chúng tôi gặp nhau ngay trong phòng làm việc của Trung. Sau mấy câu hỏi thăm nhau, Trung nói luôn chắc mấy hôm nữa họ khởi tố em. Tôi gật đầu và bảo chắc chắn rồi, cho nên phải chuẩn bị. Trung cười gượng gạo và bảo đúng là sinh nghề tử nghiệp. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc, biết là cơ quan an ninh không rời mắt khỏi Trung nên ở lâu không tiện, và tôi ra về. Khi chia tay tôi bảo Trung mình sai mình phải chịu, nhưng không được hèn. Sở dĩ tôi nói vậy là vì cực kỳ ghét mấy ông quan tham. Đương khi trước thì nói năng hùng hồn, chém gió phần phật, còn khi ra vành móng ngựa thì van xin khóc lóc, rồi lại còn xin lỗi, rõ là hèn. Mà có ai tin, ai nghe mấy lời hối lỗi ấy đâu. Chính vì thế mà nguyên tắc sai phải có sai phạm nên Trung hay những kẻ tống Trung vào lò thì ai cũng như ai mà thôi. Chỉ có điều vì uy tín của Trung cộng với một số tướng công an đầy tham vọng lớn thì phe khác buộc phải liên kết hạ bệ Trung mà thôi. Trước khi Trung kịp vào bộ chính trị, vì Trung chẳng ưa gì đám Nghệ An Hà Tĩnh do đám này quá đông ở Trung ương, hôm nay Trung là một trong số đó. Màu sắc thanh trừng phe phái thường diễn ra quyết liệt ở mỗi kỳ đại hội. Lần này Nghệ An Hà Tĩnh quyết tâm bắt Trung khi Trung vẫn đang là đương kim chủ tịch thành phố Hà Nội, vẫn mang hàm thiếu tướng công an, vẫn là đảng viên nhưng vẫn bị mang đi. Điều này thể hiện sự khẩn trương khi Hà Nội chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố. Bộ Công an không cần đợi Trung ương cách chức chủ tịch thành phố mới tóm luôn, mới thấy uy lực của đám Nghệ An Hà Tĩnh mạnh đến cỡ nào. Chắc chắn đại hội 13 tới đây phe Nghệ Tĩnh sẽ thống trị Việt Nam, dự sẽ là đẫm máu hơn thời kỳ huy hoàng của chủ lò hiện nay. Đêm nay trên bệ xi măng lạnh lẽo ấy, anh Trung vẫn thẫn thờ dựa lưng vào tường và miên man suy nghĩ bâng cua. Và sáng mai đem bo đi lấy cơm và xin cán bộ kem đánh răng. Bàn chải đã bị chặt đôi và hiểu được cảm giác ở tù nó sung sướng hay không. Trước đó trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online,
Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu thì ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến nhiều vụ án, trong đó thì có 3 vụ án chính chúng tôi đã đưa tin. Ông Chung tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là tiến sĩ luật, có hàng chục năm công tác tại Công an thành phố Hà Nội, từ lãnh đạo đội trọng án đến trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc công an. 37 tuổi ông được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang, 46 tuổi là thiếu tướng công an, một vị tướng trẻ nhất của công an. Cuối năm 2015, khi đang đứng đầu lực lượng công an thủ đô, ông được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cực cao. Trong nhiệm kỳ ông Chung làm chủ tịch thành phố, Hà Nội trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, đưa giải đua xe công thức 1 về tổ chức tại địa bàn, mở không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, sắp xếp lại loa phường. Với vai trò trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán ở Hà Nội, ông đưa ra một số biện pháp quyết liệt để khoanh vùng dập dịch. Hà Nội từ chỗ là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc và sớm được trở lại trạng thái bình thường mới, và chỉ có 105 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.